Thưa quý vị, ở những tập phim đấu trí gần đây, manh mối của vụ án kit test dần bị phơi bày, trùng cuối sắp lộ diện, bà Bằng đang phải đối mặt với nhiều chứng cứ buộc tội. Theo tiết lộ từ ekip làm phim, vụ án này sẽ còn mở ra nhiều tình tiết mới và bà Bằng sẽ có những thủ đoạn tinh vi hơn nhằm tránh tội. Nghệ sĩ Ngân Hàng cho biết, cái kết sẽ rất bất ngờ, khó đoán.